Đến lý khác đấy. Đây là Phạm Thảo Hương. Lý, chị xếp ổn không nhá? Đúng không? À, đúng cái đấy là thường là mọi người lệ hiệu đăng mi muôn người vệ, cái này chỉ đăng trong vòng 24 giờ và thường người ta hay xem về đơn chị mẹ bác thì đơn chị u là trời chị thật đấy đi mấy lúc thì chỉ 2 tuần không biết là bác ấy cũng đăng video thành điệu lắm, đừng dùng Facebook. Trời ơi, bà đấy ăn chơi có mấu hay đấy. Đây thì Ngân thì Ngân nó phải ban cho anh rồi, Ngân ban được bấm rồi sau chúng ta chọn video ấy, thì Ngân chọn cái video kiểu chạm một cái lúc đó, thì Ngân tải cái bên về, cái này. Xong rồi kiểu đại như thế này mọi người biết được trong mấy giây thì thôi nhé. Dạ vâng, thưa mọi người sẽ ai biết ai cũng nhìn cái này. Và nay chỉ cho 24 giờ hết. Để lượng, để chụp này. Đấy xong rồi. Xong rồi cái này là còn có bao nhiêu người xem nó sẽ hiện ở đây. Ai bao nhiêu người bấm vào đây là có hiện đấy hết. Thế còn cục ảnh lại đi thêm hai kia tiếp. À vâng rồi. Nó như nào? Cái này là ăn không? Chảy biết là Tân tập đã chia sẻ tin của bạn. Nhưng mà nó hiện ở cháu ra là nó mở sợ quá hả? Cả cái cục thắng chút rồi mà. Đã chưa bạn, xin nhận cho bài chị cho cái mua. Ở tìm làm gì? Người ta cũng chưa xem. Đấy, thế xong rồi chúng ta ai có con mình hẳn đây là bức tim đúng không? Chúc mừng Minh Nhật Thương. Chúc mừng Minh Nhật. Lại nhắn trời. Đưa cái video này chỉ trong 24 giờ và thường là mọi người sẽ nghe rất là hay kìa. Ôi, không xem nữa không? Rồi, nó sẽ có lưu lại như thế. Thế xong là gì sẽ thế ở mai đi đấy, hoặc là mọi người thả tim ở đây, hoặc là mình thả thương thương ở đây, thả tim, hoặc là mọi người có thể nhắn tin các thứ kiểu wow, mèo mèo ngoài á, không nếu mà để hoa cái ảnh mà cứ bảo là mình hoa đấy, thì là cái này của mình đây, mọi người sẽ là như này, anh rồi, mọi người xem là cháu đây, mọi người xem là cháu đây, cái này. Có bao nhiêu người xem nó xuất hiện đây? Đây có một người xem mà chẳng nhận là bao nhiêu người hiện này? Lợn là không biết mọi người biết cái này không nữa, chỉ có các bác kiểu hiện đại đấy. Chúng mình không biết đấy. Rất nhiều việc là liên tục đúng không? Nhưng mà nếu mà ai mà đang xuất hiện luôn ở trên trang này, trên này tìm nó nhanh luôn. Vâng. Đây là hầu như là bọn cháu kiểu trẻ, trẻ dùng cái này cho nhanh. Vâng.
sao cảm thấy không muốn không muốn kiểu nhiều người kiểu comment thì nói chuyện nhiều người xem được ạ. Thế thì chăm mình thôi. Không hiểu được cho anh biết không sẽ đâu. 9. Không mua xe cộ vì không có tiền. 10. Không để đèn khi đi ngủ. Thế thì cái này gọi là story. Không để đèn sáng sẽ rất khó ngủ. 11. Không chơi trốn tìm ban đêm. Vì chơi trốn tìm đêm tối thì rất khó để đèn với nhau. 12. Không chụp ảnh vào ban đêm. Kiểu gần như là các bạn cháu em đi đâu làm gì cũng đăng lên hết luôn. Đang mọi người nhìn tưởng là biết không đăng cái gì, nhưng thực tế ở trên cái trang này bạn đăng như vậy, đăng mọi người hết rồi. Đăng nhiều cái gì, đăng nhiều cái. Thế thì bạn có thông tin gì về cái này không? Không có gì hết. Thế thì bạn có thông tin gì về cái này không? Không có gì hết. Thế thì bạn có thông tin gì về cái này không? Không có gì hết. Thế thì bạn có thông tin gì về cái này không? Không có gì hết. Thế thì bạn có thông tin gì về cái này không? Không có gì hết. Thế thì bạn có thông tin chỉ 24 giờ. Dạ vâng. Còn ngoài ra thì có cả bây giờ còn có cái review này nữa. Có nghĩa là đăng cái thước phim thì đối với cái review này thì ai xem cũng được, không phải bạn bè của mình. Chỉ cái video này nó là video này nó kiểu lạ khác lạ thì lúc đấy là rất là nhiều người xem. Thì là tiệm cận đến nhiều người tiếp xúc được nhiều hơn. Dạ vâng. Còn bài viết thì nó chỉ tiếp xúc với bạn bè của mình thôi. Nhiều khi bạn bè mình nhiều bạn bè quá bạn mình thấy. Đúng rồi. Thì nó thường ra là